Là món gì con? Là món quay. Quay không? Ai quay? Con quay. Không. Thôi quay đi cho bố ăn được rồi. Vậy nha. Không. Không. Sao không? Con quay con hãy cho con ăn. Ồ vậy hả? Ok. Rồi bây giờ chuẩn bị chặt cây tre để nướng gà đây. Những cái bụi này. Chọn cây thiệt đẹp thẳng. Rồi một cây thẳng tắp luôn. Đây. Đủ nướng 4 con gà này, con heo rồi. Ở đây thì được á, nhưng mà thôi về xử cái bản cầu rồi luôn không? Không nghĩ đâu. Quay lại hả? Nào không được. Rồi. Đào lỗ để nướng gà. Nướng heo nữa. Nướng heo nữa, nguyên miếng bà rọi thiệt bự luôn. Xử mùng 2 Tết nè. Quay cái lỗ này luôn. Hái cái lỗ này búa chắc mệt luôn á. Ôi trời chết là cứng quá, không được chơi vừa. Hả? Ra đây đi. Cứng quá. Vô tình đào để nướng heo nướng gà mà phát hiện cái này là có phải kho báu không? Nếu kho báu biết ông tượng có chia không? Làm gà quay đi, heo quay đi, ăn Tết mùng 2 đi, bà con ơi. Đây chính là thợ chèn nóng đơn. Chèn nóng đơn hả? Chèn nóng làm dầu. Đó. Cái này nó không có bén vậy đó mà, không cầm đó. Rồi bây giờ công đoạn đầu tiên là đào lỗ để nướng là bắt đầu là chuẩn bị xong ha. Đây cái lỗ để nướng gà nè, heo nè. Rồi, còn cái lỗ kia đang chuẩn bị là để đào xuống cái hồi ngồi xung quanh đổ bia vô trong đó đó. Đó, bây giờ đây là công đoạn đầu tiên, còn kia là cái bàn đó là chế biến thức ăn á. Út gà 2 con. Nhớ các bạn. Bữa nay là ai nướng chín gà là được cái đùi nha. Ai không chín là được cái phao câu nha. Đi đi đợt trước nha. Phao câu là cái cánh đó hả? Phao câu là cái lỗ đít đó. À để cho một hồi ướp gia vị nó thấm. Món gà nướng. Chiều họp gia đình có nhậu mua ấp mua đồ gì nướng nhậu. Giới thiệu thêm đôi chút về cái món này. Bây giờ là gà mình là xăm rổ chứ mình ướp đi rồi mình nướng cho nó rút vô đúng không? Món này kêu là món gì? Gà trọt.
gà nướng mọi. À nướng mọi. Coi hai nhỏ kìa nó giống như mọi chưa? Này nước chấm này làm từ cái gì vậy? Suốt. Hết bao giờ bỏ gì ta? Thấy đây có tỏi, ớt. Có chừng dính tay ớt. Tao nói để ớt ớt tỏi nè. Dầu ăn nè. Giờ ớt tay đi rồi ớt. Ăn đúng không? Rồi xong mới nướng đúng không? Héo héo lại nướng nó ngon. Rồi được rồi, từ từ tạm dừng. Hai bắt tay vô kìa hả? Không. Đâu nóng đâu. Hai lấy đũa đi. Để đũa. Đây là hỗn hợp tỏi, muối, đường, bột ngọt, ớt. Ớt chắc là phải cay lắm luôn á biết. Ủa gì Hương? Này ăn một cái là nóng tuột lưỡi luôn. À. Rồi thôi, mời ba anh em bỏ than giùm làm cái lò lên coi. Phát qua bên kia. Ừ. Bỏ vô đều vô nha. Hết bịch luôn rồi. Bịch kế anh bịch. Ai cũng giơ tay lên rửa tay. Ừ. Đấy đi. Xé bịch. Đỡ vô. Một bịch nữa nè. Nữa đi. Bịch này hết luôn. Bịch này bịch cuối. Ta cũng là lấy cái này lên. Xé nha. Bỏ bao ni lông ra ngoài con. Đừng có cho nó đổ đất nữa nha. Ngồi cho cá bơi lên. Đi. Nữa đi Bin. Để nó rút lại nè, để không sao đâu bây. Nghe lại. Rồi tránh ra để phát cầm lên đi, cầm hai tay con, xỉa lên trời, né cái mặt. Thành quả từ sáng giờ 2 tiếng đồng hồ rồi, chuẩn bị cho mùng 2 nè. Rồi mời anh Hảo bước vô luôn. Rồi thay anh Hảo nổi cũng phải lên Hảo. Kệ cho nó rơi tự do đi rồi ve cái nè. Mời anh Hảo đứng ở giỏng luôn đi. Rồi giờ lên thang. Đứng từ một đầu bếp, ba đầu bếp. 1, 2, 3. Đây đầu bếp đây. Rồi bây giờ quay lại là sau gần 2 tiếng rồi. Rồi bây giờ coi cái thành phẩm của anh ta này nha. Quá đẹp luôn hả? Sườn heo. Em nướng quay phim đi nhá. Quay đầu bếp nướng muốn từ bên Thái về đây. Hai từ giới thiệu đi. Đây là đầu bếp. Hai hôm nay giới thiệu cho cả gia đình mình đây là gà nướng Thái. Đó. Rồi bật ngược đây để thấy cái mặt đầu bếp đi chứ để biết tin tưởng. Này gà nướng đào hầm nướng cho nên nói gà nướng hầm. Đây là heo nướng luôn. Heo hầm. Đây là heo nướng hầm luôn. À hầm heo nướng hả? Gà nước mọi. Ta nói cái hả? Đúng rồi. Anh ở đây biết cái này là gì? Cái này là gia vị ha. Rồi giới thiệu luôn cái đi. Cái này gia vị, cái này là có trong này có đủ thứ không đây?
nói thì nó lộ bí quyết. Thôi mình không nói đi, được. Nói chung vậy đi ha. Nhưng mà cái này là đặc sản. Ai mà muốn biết thì cứ comment bên dưới nha. Có cái anh đầu bếp này nè, anh sẽ trả lời trực tiếp. Lên đây, nhà người nhà quê, cái món này là đặc sản. Gia vị này đầu bếp tiễn từ bên bển về. Trển xuống. Trển xuống. Diễn xong rồi đó. Khá đẹp. Kéo ngược cái nón lên cái. Năm mới nhiều ước vọng mong chờ mong, mây nhiều rồi ngóng trông vui buồn phong. Ồ gà cháy rồi. Ôi dạ, thấy rồi nha, thấy rồi nha. Không, không ăn ăn mè chín đi. Không. Đem ông nè, đem miếng đi. Nè, tiếp tục nè. Mọi người cầm một lon lên. Cái lỗ đi làm ai cần dùng không chứ? Không đi, bắt đầu mình tính làm lon hả? Rồi chuẩn bị vô. 1 2 3 vô. Happy New Year. Happy mới về.
ơi cậu. Đã nha, là lạnh đó. Uống này hồi thọc cái chân vô mới đã. Lên bia luôn đi Hảo. Wow. Rồi thím mời. Qua chơi luôn. Ủa sao để dưới nhà? Em không được không anh? Đây là mình trao chơi ý tưởng cho 54 luôn. Trao cho lại lên 54 chứ. Không có được. Nhưng mà cái này để làm gì? Uống bia. Uống bia thôi nào. Chào chỉnh rồi ta rửa chân. Hả? Phải không? Rồi thôi bây giờ đi ông đây cậu lớn rồi, xin mời cậu để Hoàng Tháo vớ rồi nhúng chân vô trước cái cậu. À, nhúng chân vô. Thôi xin mời cậu. Vô đi. Quá. Vô. Mang bát sạch bia để giữ không? Đó, đại gia tới nè, bây giờ bước vô rửa chân cái đi nè, ai vô sau đứng vô đây rửa chân cái mới được. Chỗ kia nãy giờ về đây chỗ nào nó chen dẹp cái đường tôi vô chỗ rửa chân rồi. Rồi đúng rồi đó, rửa chân trong đây không được luôn. Đúng rồi, rửa chân đây là xong rồi, nằm trong đây luôn á. Chén của vợ ông nữa ăn đi. Bây giờ cua cho cậu Nam mày ba lon rồi đi. Nhà nướng không? Đây còn cái đầu đây nè. Cái đầu với hai cái chân. Đưa cái đầu. Đâu đâu đâu. Cái mà. Hồi nãy cậu Sáu nó hỏi bực máy lạnh lên đó, bây giờ là bực 17 độ luôn á cậu. Cái này là 17 độ. Chứ quẩn nó về là chơi game pháp ở ngoài đó. Ông vợ làm dạng cái chậm đi, thôi vô đi. Một, hai, ba, vô.
đầu lòng là một bé chơi xa 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 quê.